dẫn mọi người cách thông bồn cầu an toàn nhé, không bị phụt vào mặt nhé. Đây, đặt cái cây thông này xuống này, cắm thẳng vào cái lỗ này. Đấy, đừng đừng có rút thụt thụt cái bơm này, nước nó phụt vào mặt này. Để giữ ở đây. Đấy, bịt kín cái lỗ thoát của nó này. Rồi cứ nhấn 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 cái đầu kia, nó cao su nó sẽ có cái độ nhún, nó cứ nhấn nhún như thế này. Đấy, thì nó cứ thay đổi áp suất nhẹ nhàng ở trong đường ống kia, là các cái búi tắc nó sẽ tơi dần thôi. Rất đơn giản. Ok. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn cái cơ chế để các bạn hiểu hơn khi mà sử dụng cái bơm thụt bồn cầu này. Thì ở đây các bạn nhìn trên hình này mô tả cái bồn cầu và cái đường ống dẫn nước của nó ra. Thì bình thường là nó có thể nó hay bị tắc ở cái chỗ cao nhất của cái đường ống lên chỗ này. Đấy, là giấy vệ sinh rồi phân ấy, nói chung là các cái đồ nó mắc vào đây. Đấy, thì bình thường khi nó mắc kẹt vào đây là nó thành một cái búi rất là chặt ở chỗ này. Đấy, thì nếu như chúng ta dùng cái bơm này, cái bơm thụt này này, đấy, chúng ta cứ nhấn lên nhấn xuống nhá, tức là chưa không có thụt cái piston này nhá. Đấy, giữ nguyên cái piston này thôi, giữ nguyên cả cái bơm nguyên cả cái bơm thụt này, này là chỉ nhấn cho cái đầu cao su này nó nhún. Đấy, để nó tạo ra cái lực là theo hai chiều này. Đấy, thì nó sẽ tác động đi lại làm cho cái nước là nó nén xuống, nhưng mà nó lại hút ngược ra một tí để cho cái búi này này bắt đầu nó mới tơi dần, nó tự giãn ra. Đấy, khi nó giãn ra thì nó đỡ bị chặt. Đấy, thì sau một hồi mà cứ hút nhả như vậy thì cái búi này dần dần nó bung dần, nó tơi, nó bung dần và chỗ này nó sẽ tơi ra rồi, thì lúc đó nó sẽ chảy đi rất là nhanh. Thế còn nếu như các bạn mà sử dụng ngay cái tay piston này này, đấy, để các bạn bơm như thế này, bơm lên bơm xuống như đó, thì có khả năng như thế này là khi các bơm ấy, thì nguyên tắc của cái bơm này nè, khi mình nén xuống thì cái hơi này nó sẽ đẩy xuống, và khi mình rút cái thanh piston này lên ấy thì cái hơi nó sẽ đi qua vào cái kẽ này, đi vào cái kẽ cái hở cạnh cái nút cao su của cái piston ở chỗ này, không khí nó sẽ đi vào đây. Đấy, thì tức là khi mà mình mà cầm cái tay piston này mình bơm lên bơm xuống ấy, thì không khí ở ngoài nó hút vào cái lỗ trên này, và nó cứ thế nó bơm xuống liên tục như thế, thì nó sẽ làm cho cái búi này nó nén vào, nó đã tắc nghẽn ở đây, nó đã búi chặt ở đây rồi, mà bây giờ mình cứ bơm vào đây thì nó làm cho cái này nó chặt thêm, nó thành một cái nút ở đây. Đấy, thì tùy có trường hợp thì nó có thể nó vẫn ra, nhưng mà nếu mà nó chặt quá rồi mà bơm như thế thì rất khó, và nó làm cho cái chỗ búi tắc này nó càng nén chặt vào. Đấy, và chưa kể trường hợp là khi mình bơm hơi như thế, áp suất nó nén xuống dưới đây mà nó không thoát được ấy, nó sẽ bật ngược lại và nó phọt nước lên trên này. Đấy, và có rất nhiều trường hợp là gì ạ? Nước ở trong này nó đang là nước bẩn có phân, mà bơm mạnh một cái thụt cái piston này xuống, nước nó hơi nó xuống đây nó đẩy nước bắn phụt lên ngược lên trên là rất là bẩn. Đấy, thì đầu tiên chúng ta cứ nên là đừng có nhấn cái piston này vội, và để giữ nguyên cả cái bơm này, nhấn cả cái bơm này để cho nhún cái đầu cao su này thôi, để cho nó kéo ra kéo vào làm cho cái búi tắc này nó tơi dần ra. Đấy, thì đấy là về cái nguyên lý để chúng ta có thể hiểu hơn và sử dụng cái bơm thụt này cho nó hiệu quả. Đấy, còn nếu như các bạn mà sử dụng cái piston này ngay ấy, thì phải rất là cẩn thận và ấn làm sao cho cái dòng cao su chỗ này, này nó bịt kín vào cái chỗ cái miệng của cái
độ thoát của cái bồn cầu này. Đấy. Và bơm phải từ từ đấy nhé, kéo khi mà kéo lên kéo từ từ thôi, bởi vì rất có thể cái nước bẩn ở trong này, nó chui vào theo bên trong này, nó vào cái khoảng trống này. Đấy. Và cứ mỗi lần mình bơm lên hạ xuống đấy thì nước bẩn nó sẽ chui vào cái chỗ trên này, nó tràn lên trên này, nó tràn lên trên này. Nếu mà mình giật cái piston này lên trên này mạnh quá thì nước trong này nó phụt ra, phụt qua cái đường này. Đấy, nước bẩn nó phụt qua đây. Đó, cũng gây bẩn cho mình. Nên khi nếu mà có kéo lên thì kéo từ từ thôi. Thì còn khi ấn xuống ấy, thì ấn chắc tay để nó đẩy khí xuống. Đấy, nhưng mà chúng ta lên làm như cách mà mình vừa nói ấy, là cứ nhún cả cái bơm này trước. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi.